Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc sinh vào ngày 9 tháng 4 năm 1963 tại Thượng Hải, là một nữ ca sĩ diễn viên người Trung Quốc. Lý Linh Ngọc sinh ra tại Thượng Hải, cô là học trò của ca sĩ nổi tiếng Quan Khun, được ca tụng là một trong những yêu tinh xinh đẹp Tây Du Ký năm 1986. Ngọc Thổ Tinh, Lý Linh Ngọc đã khiến công chúng suy xoàng ngưỡng mộ với nhan sắc trẻ trung dù đã bước qua tuổi U60. Thời gian gần đây, nữ diễn viên Lý Linh Ngọc lại thu hút được sự chú ý của nhiều người khi loạt ảnh của bà mẹ được hé lộ của bà được hé lộ. Ở tuổi ngoài 50, Lý Linh Ngọc đã khiến cho nhiều cô gái phải suy xoa ganh tị khi khoe nhan sắc trẻ trung không tuổi của mình. Chẳng cần dùng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, cũng không cần phải tu tát trang điểm, Lý Linh Ngọc đã khoe khéo được làn da căng mịn không tì vết như thiếu nữ mới đôi mươi. Đôi mắt to tròn, lông mày rậm, Lý Linh Ngọc rất xứng đáng với danh hiệu yêu tinh đẹp nhất Tây Du Ký 1986. Hiện tại, Lý Linh Ngọc không còn hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ nên số lần bà công khai lộ diện cũng không nhiều. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, Lý Linh Ngọc chính là một trong những nữ minh tinh nổi danh nhất Trung Quốc. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo, cá tính cùng với giọng hát trời phú, Lý Linh Ngọc đã chinh phục được đạo diễn Dương Khiết của Tây Du Ký và chinh phục được rất nhiều thế hệ khán giả truyền hình. Trong Tây Du Ký, vai diễn Ngọc Thổ Tinh của Lý Linh Ngọc là nhân vật phản diện. Tuy nhiên, vì nhan sắc và giọng hát xuất sắc mà Lý Linh Ngọc không bị khán giả ghét mà còn trở thành thần tượng của họ. Với ca khúc Thiếu Nữ Thiên Trúc do bà thể hiện trong bộ phim cũng rất nổi tiếng và thành công. Cho đến tận bây giờ, Thiếu Nữ Thiên Trúc vẫn được xếp vào hàng kinh điển của làng âm nhạc Trung Quốc. Sự nghiệp không thành công nhưng trên con đường tình duyên của Lý Linh Ngọc lại rất lận đận. Năm xưa thì bà kết hôn với người chồng quen từ năm 17 tuổi và ly hôn sau một thời gian ngắn chung sống. Lần thứ hai kết hôn, bà hạ sinh được một cậu con trai, nhưng duyên vợ chồng chỉ kéo dài được 6 năm thì kết thúc. Người chồng về nước bỏ mặc Lý Linh Ngọc một mình nuôi dạy con trai trưởng thành. Hai lần thất bại trong hôn nhân khiến cho Lý Linh Ngọc không dám quen ai, bà vậy đến tận bây giờ và dành hết tình thương cho con trai. Ở tuổi ngoài 50, Lý Linh Ngọc đã khiến cho nhiều người phải suýt xoa khen ngợi vì vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp và sức khỏe như ngày xưa. Mỗi lần lộ diện, bà lại trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.